Không biết ở đây có ai giống như mình hay không, kiểu như là nhiều lúc mình đặt hàng nhiều quá xong lúc xuống nhận hàng kiểu bỡ ngỡ không biết đó là món hàng gì ấy. Lại là chuyên mục ốp điện thoại này mọi người, nhưng mà hôm nay thì mình không có thích kiểu màu mè nữa, mình mua ốp trong ấy. Shop này thì mình đặt ở nước ngoài, mình đặt hai loại, một loại là ốp dẻo và một loại là ốp cứng. Bạn ốp mà mình đang cầm trên tay này là ốp cứng nha mọi người, còn bạn bên cạnh là ốp dẻo. Mình thì rất là thích xài ốp trong nhưng mà kiểu như là rất là dễ bị dơ ấy, cho nên là mình có một cái tip để giúp cho mọi người mỗi lần mà xài ốp trong không bị ố vàng nè. Mỗi lần mà sạc pin á, mọi người tháo ốp ra, khi đó điện thoại không có làm cho ốp bị nóng á thì ốp sẽ không có đổi màu ngã vàng đâu mọi người ơi. Tham khảo thử cách này của mình nha, xài được rất là lâu luôn á. Liên hai cái ốp trong này mình để ở tiểu sử TikTok nha. Từ đầu tuần đến giờ cứ mỗi lần mà quay góc skincare thì có rất là nhiều bạn đã phát hiện ra góc skincare của mình có thêm một thành viên mới. Bạn máy rửa mặt này là của nhà Halio nha mọi người. Mình cũng hello, không biết có ai giống cô bảo hay không, có một niềm đam mê cực kỳ to bự với lại những chiếc đồng hồ luôn ấy. Trời ơi, mình mê đồng hồ lắm mọi người, đặc biệt là những cái đồng hồ mà đơn giản dạng như là hơi cổ điển một chút xíu. Trời ơi, sao bao nhiêu lâu mình đã kiếm được cái mẫu đồng hồ mình cực kỳ ưng luôn. Trời ơi, cái hộp đóng hàng rất là xinh, đã vậy mỗi cái đồng hồ thì được tặng kèm thêm một cái cục pin xịn sò ghê không, mà giá thì cực kỳ hạt chanh luôn nha. Thực sự là để đưa ra sự lựa chọn thì rất là khó, cho nên là mình lấy một lần hai màu luôn mọi người, nhưng mà thực sự là rất là xinh, màu nào cũng rất là đẹp hết. Thực sự là mình rất là đam mê những cái đồng hồ mà mặt vuông như thế này, rất là thanh mảnh, đeo vào tay rất là đẹp và cực kỳ dễ phối đồ luôn. Chi tiết thì rất là cẩn thận, đường kim mũi chỉ rất là khéo léo. Cái phần dây thì mình rất là thích, dây da nhưng mà được tán một cái lớp nhung mịn, trời ơi, đeo lên rất là trắng tay nha mọi người. Hai màu, màu nào mình cũng ưng hết trơn, đơn giản nhưng mà rất là sang và thanh lịch đúng không nè. Trời ơi, nói chứ mình đeo đồng hồ vậy chứ mà không bao giờ coi đồng hồ đâu mọi người, toàn coi bằng điện thoại không à, không biết coi giống mình không. Hôm nọ thì mình có mua một chiếc túi ngọc và mình để ý là không có một cái váy nào hợp với chiếc túi này cả, thế nên mình đã quyết định mua một bạn váy thiết kế mới. Từ lần đầu mình nhìn chiếc váy này là mình đã biết chiếc váy này cực kỳ hợp với cái túi này luôn á mọi người, kiểu như là sinh ra là dành cho nhau ấy. Trời ơi, bạn váy này là chất liệu tơ mềm cho nên là mặc rất là dễ chịu và mát, đặc biệt là thiết kế rất là lạ, viết cái phần eo và tôn lên cái dáng của mình. Mình cao chỉ có 1m54 và nặng 45kg thôi, size mình mặc là size S nha mọi người, vừa y luôn. Tuy là bạn này hở vai nhưng mà mình cảm thấy là không có bị hở hang quá, vẫn là chuẩn gu cô bảo, nhẹ nhàng và không kiếm phần sang chảnh ha. Riêng sản phẩm thì mình để ở phần tiểu sử TikTok nha. Hello, vừa mới nghe B&G cho ra bộ sưu tập mới cho nên là mình cũng giả bộ dụ dụ ông người yêu mình, kêu chứ anh ơi dạo này tay em nó trống quá, em inbox mà không có cái gì lấp lánh hết. Thế là cuối cùng cũng dụ được mọi người. Trời ơi, cái mẫu này mình rất là thích luôn, từ cái lúc mà nhìn ở trên web á là mình rất là ưng rồi. Đeo lên trông rất là sáng tay, thực sự là cái nhẫn rất là đẹp luôn, nhưng mà đeo lên cái móng tay của mình nó dài xấu ghê luôn á. Nhưng mà công nhận là mình rất là ưng cái mẫu này nha, đeo lên trông rất là thanh, tay mình không có bị thô. Trời ơi, cầm nắm sản phẩm lên sang cực kỳ luôn đúng không mọi người. Không biết mọi người sao chứ mình cực kỳ thích mua trang sức ở B&G. Cái thứ nhất là chăm sóc khách hàng rất là tốt, chỉ cần mà nhẫn của mình bị rớt hạt thôi, đem ra thì họ sẽ làm cho mình lại một cái hạt mới và hoàn toàn không tính phí. Mọi người đoán thử cái bạn nhẫn này là chất liệu gì nha, đoán đúng là có thưởng đó nha. Mẫu này rất là xinh luôn ấy. Nhân tiện thì cái nhẫn mà mọi người hay hỏi mình cũng mua ở B&G luôn. Hiện tại thì B&G có web mua hàng online, mình đã lên link cho mọi người ở tiểu sử rồi đó. Hello hello, vừa mới hay tin Lazada siêu mỹ phẩm sập sàn, tất nhiên là cô bạn phải tranh thủ vô hốt rồi đúng không nè. Mình vừa mới hốt được một bảng mắt đến từ nhà BBA. Trời ơi, bảng này lúc mà chưa sale tới 600 mấy lượng đó mọi người. Mình mua trực tiếp ở trên mall của BBA luôn, cho nên là không có sợ hàng phá kè nha. Bảng này mình lựa chọn là 01 Joestar. Đây là một cái bảng mắt gồm những cái tông màu rất là dễ dùng, nâu có, nude có, nhũ lớn, nhũ bé có hết luôn mọi người. Thì sự là mình khuyên mọi người là nếu mà không muốn tốn tiền vào mỹ phẩm nhiều ấy thì mọi người nên mua những cái bảng mắt có tông màu như thế này, vừa có thể đánh mắt, vừa có thể tạo
khối, rất là tiết kiệm, luôn mua một mà được hai đúng không nè. Trời, chất phấn rất là xịt, lên màu từ lần swatch đầu tiên. Có ai không mới cúp mới với bạn mắt này không nè? Mình lên link share cho mọi người rồi đó. Cô gái vàng trong làng đặt đồ là đây. Hello hello, lại là cô Bảo nè. Hôm nay mình vừa mới nhận được một cái gói hàng siêu to khổng lồ từ Taobao gửi về luôn. Mọi người còn nhớ cái shop mà mình hay order áo thun Taobao không? Bữa nay mình lại đặt ở đó nữa nè. Đầu tiên là mình lựa chọn một bản áo thun có in hình gấu, chất vải mặc rất là mát, thấm hút tốt. Đặc biệt mình rất là thích cái form áo luôn, mặc kiểu nào cũng xinh hết, không có bị rộng quá. Hình in thì bao xịn luôn, lần nào mua áo thun ở đây cũng ưng hết trơn ấy. Tiếp theo là một cái set váy, set này thì mọi người có thể mua lẻ nha, mình thì thích mặc theo set. Bản áo sơ mi khoác này thì được thiết kế theo kiểu áo cánh dơi và ở đằng sau có một cái đường xẻ tà rất là đẹp. Đặc biệt là dạo này mình rất là thích váy hoa nhí, mình đặt size S nhưng mà tại mình ốm, mặc váy không có ôm người cho lắm, nhưng mà không sao vẫn xinh. Lại là một bạn váy hoa xếp ly, bạn này thì mọi người cũng có thể mua lẻ được luôn nha. Mình lựa chọn mua theo set để mặc cho dễ. Trời, cái set này có nhiều màu xinh lắm nhưng mà mình rất là thích màu hồng phấn, mặc lên trong rất là ngọt ngào. Trời ơi, thiệt sự là mua hàng ở đây lúc nào mình cũng ưng và đánh 5 sao hết đó, không bao giờ thất vọng luôn á mọi người. Mọi người thấy cái set đồ hôm nay thế nào? Mình đã lên link cho mọi người rồi đó.